bà Nhân hé lộ bất ngờ về cuộc sống của Quang Linh Vlog và Team Châu Phi, dân mạng ai cũng xót xa. Sau một tuần làm công tác thiện nguyện tại Châu Phi dưới sự giúp sức của Team Quang Linh, bà Nhân Vlog, tên thật Đức Nhân đã quay trở lại Nhật Bản tiếp tục công việc làm YouTuber. Dù vậy, trên trang cá nhân, thỉnh thoảng hiện tượng mạng gốc Việt vẫn chia sẻ về hành trình chuyến thiện nguyện vừa qua. Mới nhất, nữ YouTuber gây chú ý khi chia sẻ giây phút chia ly đầy xúc động của mình và Team Quang Linh. Mình qua đây, mình thấy các anh em ăn uống thiếu thốn, vất vả lắm nên mọi người đừng nghĩ ở đây là sung sướng, toàn ăn mì hết hạn, đồ ăn hết hạn thôi, bà Nhân tâm sự. Nữ YouTuber tiết lộ thêm lý do, bên này người ta mang đồ ăn qua bằng đường biển 4 tháng mới tới nơi. Tới đây thì đồ ăn gần hết hạn rồi. Chưa để bà Nhân nói hết câu, Quang Linh lập tức xuất hiện, đẩy nữ YouTuber lên xe như một cách đuổi khéo, bà về đi, bà về đi. Hành động hai YouTuber gây chú ý lớn. Đa phần bày tỏ cảm thông trước sự thiếu thốn vất vả của Quang Linh và cộng sự khi sinh sống, làm việc tại Châu Phi. Trong một clip trước đó, bà Nhân từng chia sẻ món ăn gia truyền khi đặt chân tới Angola chính là mì tôm. Nếu ai muốn ăn được một bát phở phải đi ô tô đến 70 cây số. Nói chung là xuống dưới bản này chỉ có món gia truyền mì tôm thôi các bạn. Phải đi 70 km mới có một tô phở, xong đi về nhà ăn trưa là vừa. Một thành viên của Team Quang Linh từng chia sẻ. Hoa hậu Campuchia gặp mặt Thùy Tiên công khai xin lỗi. Hôm qua, ngày 11 tháng 10, đại diện Campuchia tại Miss France có bài đăng gây tranh cãi liên quan Hoa hậu Thùy Tiên. Cụ thể, trên story Instagram, Hoa hậu Campuchia chia sẻ hình ảnh của cô nhằm quảng bá phần thi trang phục Bali thuộc khuôn khổ Miss France International. Tuy nhiên, nhiều người nhận ra đây là ảnh chế, được cắt ghép từ poster Thùy Tiên do chính ban tổ chức Hoa hậu Hòa bình Quốc tế quảng bá cho phần thi này. Hành động của người đẹp Campuchia khiến khán giả không khỏi bức xúc. Ai nấy cho rằng cô nàng thiếu sự tinh tế dù cô đang là thí sinh của cuộc thi, đồng thời không tôn trọng Thùy Tiên. Trước phản ứng gắt từ khán giả, người đẹp Campuchia đã xóa bài đăng, đồng thời gửi lời xin lỗi đến Thùy Tiên và khán giả Việt Nam. Tạm dịch chia sẻ của đại diện Campuchia. Thành thật xin lỗi người hâm mộ Việt Nam vì đã khiến các bạn thất vọng về bức ảnh đã qua chỉnh sửa này. Bức ảnh không vì mục đích gì. Nó xuất phát từ một fanpage và tôi đã chia sẻ nó trên story. Tôi rất xin lỗi và cảm ơn các bạn đã nhắc nhở. Tôi hy vọng tất cả các bạn có thể bỏ qua cho tôi. Tôi sẽ cố gắng hết sức, không để điều này xảy ra một lần nữa. Tôi luôn yêu quý và kính trọng Hoa hậu Tiên. Ngoài ra, khi đêm thi trang phục Bali khép lại, đại diện Campuchia có chia sẻ clip bên Thùy Tiên. Trong clip, người đẹp Campuchia gửi lời xin lỗi khán giả và Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2021 về sự cố ngoài mong muốn. Cô thậm chí được Thùy Tiên hướng dẫn nói xin lỗi bằng tiếng Việt. Về phía Thùy Tiên, cô cũng mong mọi người bỏ qua cho người đẹp Campuchia, khép lại câu chuyện tại đây. Hé lộ tiệc cưới tiếp theo của Diệu Nhi, anh Tú, ngày 10 tháng 10, đám cưới Diệu Nhi, anh Tú diễn ra tại resort hạng sang ở Phan Thiết, quê nhà cô dâu, đông đảo sao Việt và người thân, bạn bè đã có mặt chúc mừng cho cặp uyên ương. Sau đám cưới ở Phan Thiết, mới đây quản lý nữ diễn viên tiếp tục hé lộ tiệc cưới tiếp theo của cặp nghệ sĩ. Gửi lời cảm ơn tình cảm khán giả dành cho Diệu Nhi, anh Tú, người này cũng cho biết vào ngày 22 tháng 10 tới, vợ chồng nữ diễn viên sẽ tiến hành tổ chức tiệc cưới ở Hà Nội, quê nhà chú rể. Hiện anh Tú, Diệu Nhi đã bắt đầu chuẩn bị cho tiệc cưới diễn ra tại thủ đô Hà Nội, người quản lý chia sẻ. Diệu Nhi, anh Tú công khai đăng ký kết hôn hôm 21 tháng 8, sau 7 năm hẹn hò kín tiếng. Trước đó, vào tháng 8 năm 2021, thông tin Diệu Nhi sinh con đầu lòng cho bạn trai kém tuổi rộ lên, mặc dù lộ nhiều dấu hiệu mẹ bỉm sữa, hớ hên thông tin sinh nở, song tới hiện tại cả Diệu Nhi và anh Tú đều chưa xác nhận lời đồn. Harry Quân phản ứng khi Trấn Thành bế bỏng dàn mỹ nhân. Chiều ngày 11 tháng 10, Trấn Thành có chia sẻ gây chú ý trên mạng xã hội, danh hài khoe tin nhắn với bà xã Harry Quân, bàn về chuyện anh bế bỏng dàn mỹ nhân Việt trong đám cưới Diệu Nhi, anh Tú tối qua. Theo tin nhắn, Harry Won gửi loạt ảnh chồng bế bỏng Sam, thả xuống hồ bơi, cô chất vấn Trấn Thành, được cái là không khiêng được vợ, con gái khác có sức khiêng, vợ thì không. Thế vậy, Trấn Thành lầy lội đáp lại, có khiêng vợ mà, hồi xưa yếu, giờ mạnh rồi. Khoe tin nhắn với bà xã, danh hài 8X cũng hài hước đính kèm, vợ nhắc nhở nhẹ. Màn tương tác của vợ chồng Asin khiến dân mạng bật cười, tiếng luật trêu chọc Trấn Thành, ổ uống vang pha tăng lực hay gì mà vác gần hết khách mời. Sam, nhân vật được Trấn Thành bế bỏng và bà xã danh hài để ý, bình luận gây cười, chị Ri ơi, khiên kiểu này không ham đâu.
Em sức luôn cặp mi giả với uống mấy lít nước hồ bơi rồi. Đừng quên ấn đăng ký kênh Xin Chào TV để cập nhật các tin tức giải trí hấp dẫn mỗi ngày.